Khi mà mình bắt đầu nảy ra một ý tưởng là bây giờ mình phải học tiếng Anh đúng không? Mình phải học bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đúng không? Xong rồi mình sẽ bắt đầu trong đầu mình sẽ phát họa ra một cái bức tranh là mình sẽ phải mỗi ngày mình sẽ phải học một tiếng, hôm nay học kỹ năng một kỹ năng, ngày mai học kỹ năng, ngày mốt học kỹ năng, mỗi 4 ngày trong tuần mỗi ngày mà học một kỹ năng, đến ngày thứ năm thì mình sẽ kiểm tra lại tất cả các kỹ năng đó. Nhưng mà mình bắt đầu, các bạn để ý đi, khi mà bạn mình bắt đầu muốn làm cái gì đó mình sẽ lên kế hoạch, nhưng mà sự thật đó là mình sẽ trì hoãn nhưng mình không làm. Ở đây có ai không trì hoãn không? Hỏi chứ. Ở đây bạn nào thấy mình là một người kiểu như là làm việc cực kỳ theo kế hoạch và đã quyết tâm làm gì là làm tới cùng và sẽ không bao giờ trì hoãn, chỉ cứ tới đúng giờ đó là ngồi vô bàn làm chuyện đó, có không? Có không? Mừng quá, mình tưởng đâu ở đây chỉ có mỗi mình trì hoãn thôi, còn mấy bạn là thánh hết rồi đó. Thì thường các bạn sẽ để ý là mình sẽ có rất nhiều kiểu trì hoãn rất là tinh vi. Ví dụ như ngồi xuống mở laptop ra, xong cái biết là mình phải đọc cái bài viết đó, nhưng mà cái việc đầu tiên mình làm sao không phải là đọc bài viết đó. Mình lên mình coi tin tức một chút, nếu như bạn có mạng internet, ở đây bạn không có mạng internet nữa, bạn hết đường rồi. Còn nó sẽ tinh vi hơn, ví dụ như bàn dơ quá đi lấy khăn lau bàn. Rồi ví dụ như là mình phải đi uống nước, mình phải làm việc gì việc khác, thì tất cả mình làm để mình trì hoãn cái chuyện đó lại hết. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình gọi là mình gắn cái chuyện mà phải làm cái việc đó với cái việc mà nó pain, tức là nó không vui, nó khó, nó mệt, đúng không? Thì não của mình nó sẽ kích hoạt một cái trạng thái, đó là mình sẽ đi tìm cách để né cái nỗi đau đó, mình sẽ tìm cách để né cái sự đau khổ đó. Ở đây thì mấy bạn không có gặp đâu, nhưng mà trước đây hoặc là sau này khi các bạn rời làng này, các bạn sẽ thấy chuyện đó nó sẽ luôn luôn xảy ra, vì mình có rất nhiều mối quan tâm khác. Mình có Facebook nè, mình có YouTube nè, mình có coi phim nè, mình có nói chuyện với bạn bè, mình có rất là nhiều thứ khác nó sẽ lôi mình đi. Thì cái bước đầu tiên á là mình sẽ bắt đầu nghĩ là chuyện này nó không vui đó. Cái bước đầu tiên mà mình sẽ thấy là chuyện này nó không vui. Tất nhiên là chuyện nói chuyện với bạn bè, cái chuyện chơi điện tử, cái chuyện coi phim nó sẽ vui hơn cái chuyện ngồi học, đúng không? Hay ai thấy ngồi học vui hơn? Ở đây ai thấy học là vui nhất trên đời? Ở đây ai thấy học là vui nhất trên đời? Rồi, ok. Rồi sau đó bước thứ hai là gì? Mình sẽ tìm cách để mình né. Thì mình tìm cách mình né bằng cách nào? Mình sẽ dướng vào những cái mà mình gọi là niềm vui nhất thời á. Nó mình sẽ vướng vào những cái là niềm vui nhất thời, mình sẽ đi kiếm chuyện này, đi kiếm chuyện kia để làm. Mà nó bạn Huỳnh là một IELTS trainer, các bạn đó cũng là người dạy IELTS luôn. Và bạn đó kể cho mình nghe là nó có những cái gọi là né tránh đó. Mà ví dụ như mình đó là mình không học, mình chơi Facebook thì mình biết là sai rồi đúng không? Nhưng nó có những cái nó còn tinh vi hơn nữa nè. Đó là bạn đó là bạn đi tàu thanh niên Đông Nam Á, một cái chương trình mà cho sinh viên đi tất cả các nước ở Đông Nam Á và giao lưu, và đi Nhật, đi Đài Loan, đi Singapore về. Thì khi mà bạn đi tàu thanh niên Đông Nam Á về thì bạn là một người rất là hướng nội, cho nên là bạn bắt đầu chui vào trong nhà một tháng mà không đi đâu hết đó. Thì bạn rất là tận hưởng cái chuyện là được ở một mình, đi ra đi vô không có phải tiếp xúc với ai hết. Thì tới một ngày hết một tháng đó thì bạn phải bắt đầu làm việc trở lại, bạn phải mở lớp IELTS để làm tiếp, để xây dựng chương trình để dạy cho mọi người. Thì lúc đó bạn bắt đầu trì hoãn. Những ngày đầu tiên thì bạn trì hoãn bằng cách gì? Cái cách thứ nhất là mình đi tàu về còn mình còn hình chưa chỉnh cho mấy đứa nên lôi hình ra chỉnh hết một tuần đó. Sau khi chỉnh hình xong thì lại tiếp tục là mình đã chỉnh hình cho mấy đứa xong rồi nhưng mà chưa làm video, xong lấy ra làm video. Làm video xong rồi đăng lên Facebook ngồi chờ like. Vậy là bạn lại hết thêm một tuần nữa rồi. Sau đó thì mọi người bắt đầu trời ơi là đi về được 1,5 tháng rồi, là bắt đầu là ê tụi bay nhớ nhau quá rồi đi chơi. Lại gặp mặt nhau, lại chuẩn bị cái này cái kia, lại hết 1,5 tuần nữa. Nó cứ vậy nè. Tại vì bạn đối với bạn cái chuyện phải ngồi xuống và chuẩn bị cái gọi là cái syllabus á, gọi là chuẩn bị cái khung chương trình để dạy cho người khác á, nó một cái gì đó không, các bạn cứ làm cho bạn cảm thấy là sợ, xong mình kiếm chuyện khác để bạn làm. Rồi hết 1,5 tháng đó bạn bắt đầu nhận ra vấn đề là không được rồi, mình đang trì hoãn. Cái mà mình không là, tức là cái quan trọng là gì, là mình phải hành động đúng không? Cái quan trọng nhất là mình phải hành động, và bạn đó quyết định làm một hành động là bạn đó đi mua một cuốn sách
là làm sao để thoát khỏi sự trì hoãn và hành động về để đọc. Bạn thấy hợp lý không? Hiểu không? Và khi các bạn đọc cái quyển sách đó, bạn vẫn tiếp tục không hành động. Nhiều khi con người mình nó vậy á, mình làm mọi cách để mình né. Và mình nghĩ rằng là mình đang nhào vào làm gì đó thì thôi cứ ngồi xuống làm đi, không chịu làm. Cứ kiếm chuyện này để làm, kiếm chuyện này để làm. Huỳnh có một lúc á là Huỳnh trì hoãn nên kiểu vậy nè. Mình đi ngồi thiền. Trời ơi, ngồi thiền một cái hoạt động nó rất là tốt này, là để cho não của mình được ở disfill smart. Nhưng mà xin lỗi, không có focus smart thì tối ngày ngồi disfill thì có cái gì đâu mà nó disfill ra. Hiểu không? Tức là mình càng học nhiều, mình càng biết nhiều thì mình càng tự dễ lừa mình như vậy. Đó, thì bây giờ phải làm sao với cái này? Phải làm sao để khi mà mình về với cuộc sống mình vượt qua được cái kiểu trì hoãn này. Thì nó vậy ha. Hồi xưa á, mình kể bạn nghe chuyện này. Hồi xưa á là mình học đại học, mình học rất là giỏi, mình giáo viên rất là thương, mình không giống ai hết trơn á. Thì cái kiểu học của trường Huỳnh á là mình sẽ học 3 tuần. Nó là mình sẽ học 3 tuần. Đó, tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba. Thì ở đầu của mỗi môn á, mình sẽ được assign. Assign là gì các bạn? Assign này có nghĩa là được giao cho. Khi mà các bạn đi học nó sẽ có cái chữ như nè, assignment. Assignment nó có nghĩa là những cái bài mà các bạn phải làm. Thì nó sẽ có personal assignment, group assignment kiểu vậy. Thì cái tuần đầu tiên á, mình sẽ được giao cái bài này. Xong rồi tới cái tuần thứ ba á, thì mình sẽ phải submit. Submit chứ sao ta? Đó. Thì tới tuần thứ ba mình sẽ giao phải submit. Thì theo như kế hoạch của Huỳnh á, là mỗi tuần mình làm một ít. Ví dụ như tuần đầu tiên á, thì mình sẽ học, mình sẽ đọc hết các tài liệu trên mạng về cái đề này. Xong tới tuần thứ hai á, mình sẽ bắt đầu rap, tức là mình sẽ viết được để có một cái bản gọi là bản nháp. Xong tới cùng tuần cuối cùng á, thì mình sẽ chỉ là edit, gọi là mình chỉnh lại, mình revise lại. Mấy bạn biết chữ revise không? Cái chữ revise này nó cũng có một cái nghĩa khác nữa, khi mà các bạn nói được gọi là revise, cái nó còn một cái nghĩa khác nữa là cái này nó có nghĩa là các bạn sửa chỉnh sửa lại lần cuối cùng. Thì khi người ta sẽ thấy là em gửi cho anh cái bản đã revise, tức là cái bản đã được sửa chữa lại. Nó có nhiều nghĩa lắm đó. Thì nói chung là kế hoạch rất là tuyệt vời. Nhưng mà từng đầu bận quá nên không làm gì hết. Thường nó sẽ là như vậy. Xong rồi cái tới tuần thứ hai nó cũng bận quá, nó không làm gì hết. Đó, không, lúc này nó không phải là dày nữa rồi. Lúc này tới cùng tuần cuối cùng thì nó phải làm như đây nè. Nhưng mà chưa xong thôi mấy bạn, mình một tuần mình vẫn có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho nên là nó cứ ngắn dần lại. Xong rồi cái tới cái ngày cuối cùng đó nó sẽ thành ra vậy nè. Đó. Thì cái đợt đó cũng vậy, đợt đó là mình phải làm, mình học cái môn gọi là Integrated Marketing Communication. Có nghĩa là nó là giống như là phải quản lý một cái kế hoạch marketing của toàn công ty, cái gì gì đó thì được giao cho một cái bài assignment. Đúng không? Thì giao một bài assignment thì mình không làm gì hết. Xong cái tuần thứ nhất cũng làm, tuần thứ hai không làm, xong tới tuần cuối cùng mà cái cô có cực kỳ khó luôn. Cái bài luận nó cổ đòi hỏi là phải có dẫn chứng khoa học, phải có trường học, phải viết ít nhất là 10 trang. Bài luận 10 trang và với phương pháp học rất là tuyệt vời như thế này và với một cái gọi là đầu óc siêu phàm, mình đã bắt đầu viết bài luận đó 3 tiếng trước khi tới giờ nộp bài. Trường hợp nó nộp bài vào lúc 11:55 một buổi tối nào đấy, thì khoảng tầm 9 giờ sau khi đi ăn uống nhậu nhẹt, no say, đi chơi các thứ, tôi về nhà bắt đầu mở máy ra ngồi viết. Và bạn có thể tưởng tượng là trong 10 tiếng mà viết 15 trang, tại vì viết hoàn nó ra 15 trang rồi, sau đó mình nộp bài. Thì cái điều tuyệt vời là tại vì mình là người học rất là giỏi, cho nên là sau khi mà cô nhận được bài thì cô gọi điện thoại, cô hỏi mình hả em? Dạ, cô gọi để nói về cái bài luận của em. Xong đó mình kêu dạ sao cô, nghe rung quá. Xong cô kêu đó là bài hay nhất từ trước đến giờ mà cô được đọc. Ghê không? Ghê không? Không có chuyện đó đâu mấy bạn, cái bài đó có 5 điểm mà. Thì cái vấn đề là ở chỗ là